Alo, mình là MVP Game đây. Xin chào tất cả các bạn đang xem video này. Hôm nay MVP Game sẽ chơi ở bên server Trung Quốc và cầm trúc Mandendake đi đường top anh em nhé. Thì Mandendake vừa rồi được điều chỉnh lại một chút sức mạnh, thì vị sức thần này với khả năng là cái tiết khí trúc ngữ tức thì hồi lại nhanh hơn, thì đi top rất là hợp và khả năng hồi máu rất là tốt. Thì ngày xưa thì trúc hay đi rừng ấy, thì sau khi mà tầm cuối game ấy, khi mà AD đối phương mạnh ấy, thì khi mà trúc la vào ấy thì không có hồi phục tốt thì trúc bị chết và sốc rất là nhanh. Với khả năng là bên trên và Trung Quốc họ bảo kê AD rất là tốt, nên là nhà phát hành đã thay đổi bằng cách là cái nội tại của trúc ấy thì nó khả năng nó hồi nhanh hơn, bằng việc là khi mà chọc trúng tướng địch sẽ hồi nhanh hơn cái thanh màu vàng ấy, hoặc là khi các bạn di chuyển thì cũng khả năng nhanh hơn đấy. Thì chọc vào lính nó cũng sẽ hồi nhá, nhưng mà chọc vào tướng nó sẽ hồi gấp rất là nhiều lần, gấp 3 lần luôn. Nên là anh em có thể mang trúc đi top được. Với đồ và bảng ngọc anh em có thể tham khảo với mình nhá. Rồi, đối đầu với mình là một thức thần đang top vị, đứng vị trí thứ 3 trong bảng xếp hạng tỷ lệ uy luôn. Nhưng mà mình tự tin với các bạn là kèo này thì ăn được các bạn nhá. Rồi, bảng ngọc thì các bạn có thể tham khảo đây. Bảng ngọc thì hắc báo anh em nhá, thì mình cũng thử lên các kiểu rồi thì mình thấy hắc báo vẫn là khỏe nhất cho trúc anh em ơi. Rồi, tiếp theo là viên một viên máu nhá. Ồ, máu thì sẽ tốt hơn, thấy trúc nó cứng cơ động rồi anh em ạ. Rồi đấy, thì anh em có thể tham khảo và chụp ảnh lại nhá. Ở Việt Nam thì mình ít đi top, nhưng mà bên Trung Quốc đánh thường họ cũng lên rất là nhiều nhá. Rồi kiểu bet trúc cót nữa, có đại thần cũng đi top rất là nhiều với trúc anh em ơi. Rồi, thì với khả năng là hồi năng lượng với cái kiêng màu vàng ấy thì rất là tốt cho trúc anh em ạ. Rồi, hồi máu rất là nhiều luôn. Rồi, thì trang bị thì tí mình sẽ lên sau anh em nha. Rồi, các kiểu Yukia nhân vật anime đã vào hết rồi. Ok, thanh niên kia thì level 6 sẽ rất là mạnh đấy anh em ạ. Tạm thời thì những level đầu thì trúc đẩy đường nhanh hơn anh em ạ. Rồi, ok, nhưng mà tay ngắn quá không làm gì được đối phương. Thì khi mà cầm trúc đi lên top này thì anh em có thể là đi ganh đường giữa rất là tốt với cái chiêu cuối anh em nha. Chiêu cuối anh em có thể nhảy tường và sau đó thì dùng thiêu đốt, chắc chắn đối phương sẽ lên bảng anh em ạ. Rồi, đấy, cái chiêu 1, 2, 3, 4 chiêu thì mình sẽ gọi như thế. Thì cái chiêu 2 khi anh em chọc trúng tướng sẽ hồi 40 điểm năng lượng màu vàng ấy. Đấy, nếu mà anh em chọc trung lính thì sẽ hồi 10, nếu mà chọc nhiều thì sẽ hồi nhiều hơn anh em nhá. Rồi, ok, thì trúc thì thuộc lại là ninja sát thủ với sát thương A, nhanh nhẹn A, khống chế B, sinh tồn C và bút thuộc lại D anh em ơi. Thì rồi, hồi ok, lại làm gì, chọc phát lại hồi máu 112 máu anh em ạ. Thì có một cái đặc điểm là trúc ngữ tức là khi mà anh em di chuyển sẽ hồi cái nộ màu vàng kìa, hoặc là khi anh em chọc tướng sẽ hồi 40, chọc lính sẽ hồi 10, và khi mà mắc thì anh em đánh đòn đánh thì sẽ kèm theo sát thương cộng với là hồi máu anh em nhá. Ok. Anh điên kìa, chọc này, ui dồi ôi, trượt gần level 6 anh em ạ. Rồi, ok, level 6 rồi. Ôi nó biến rồi. Thôi farm rồi đi về thôi anh em ạ. Không ham. Ok, thôi, nó núp ấy, nào, ui ôi, chọc chưa rồi, thôi biến về anh em ạ, biến về cho chắc. Một cái bị động này, thì là nó sẽ xuyên giáp cho trúc nhá, mới đầu là 10 thôi, còn mắc là 26%, nên là trúc chọc rất là đau anh em ạ. Tiếp theo chiêu thứ hai là trúc khí xuyên, thì nó sẽ chọc 3 phát nhá. Phát thứ nhất thì gây sát thương nha, và làm chậm tốc độ của đối phương. Phát đấy, phát thứ hai thì là sẽ cộng nhiều sát thương hơn và tăng cự ly. Phát thứ ba thì cộng nhiều sát thương hơn nữa, cự ly phi xa hơn nữa, và làm cho choáng đối phương, choáng là 0.75 giây đấy. Trúc nha, thật sự rất là khỏe với cái chiêu chọc luôn. Tiếp theo là trúc phong tật là lướt về hướng chỉ định nha, nếu mà lướt phải quái hoặc tướng đối phương thì sẽ hồi chiêu xuống còn 0.5 giây. Rồi mình sẽ dùng chiêu cuối để ganh đường giữa anh em ơi, nhảy sau đó thì combo chắc chắn chết rồi anh em ạ. 1, 2 rồi, thiêu đốt cái xong lên bảng luôn. Ok,
rồi về đường giữa hay là về đường top hay là farm đây, farm trụ đi. Đào đến ăn choáng của mình. Ô vẫn chết. Nhỏ thế. Thôi, đi về. Ok, đồ anh em có thể tham khảo nhá, đồ như thế kia. Và chúc là chiêu cuối thì nhảy lên bờ tường và thanh niên nào vớ vẩn là nhảy xuống luôn anh em ạ. Đấy, khi anh em đứng ở tường thì anh em có cả giáp nữa. Nhưng mà nếu mà ở tường mà bị đối phương đánh ấy thì anh em sẽ bị nhảy xuống tường nhá. Mình dùng hắc báo anh em ạ. Đấy, trang bị thì anh em có thể tham khảo kia. Thì trang bị đầu tiên là mình lên vô mộng xích nhá, tăng sát thương kỹ năng rất là tốt luôn. Dùng chiêu cuối này, chạy. Đối đầu với Ichigo mà đối phương dùng chiêu cuối thì tốt nhất là anh em chạy. Rồi. Giờ có cơ hội là bật được anh em ạ. Đối phương level 9 thôi. Mình ít máu thôi nhưng mà mình đánh thường sẽ hồi máu rất là nhiều đấy. Rồi, chiêu cuối, đợi chiêu cuối hồi. Làm gì? Làm hổ báo này chiêu cuối này. Ok, 2-0 rồi. Tuyệt vời thế này. Đấy, tiếp theo là giày. Anh em có thể lên giày diệp ấn giảm giáp cũng được, nhưng mà mình thích cái lên giày cuồng độ này lắm. Tiếp theo là cái chiếu vân kiếm nhá. Đấy, sau khi dùng kỹ năng thì đòn đánh tiếp theo cho sẽ gây ra sát thương. Với lại là cái kiếm này rất là hay, là mình thích cái kiểu như là tốc độ đánh của nó ấy được nhiều ấy. Đấy, với lại tốc độ di chuyển có nữa. Đồ tiếp theo là một cái đồ sát thủ nữa, xâm la vạn tượng anh em nhá. Lên cái đồ này thì chúc nhảy mới đau được. Đấy, tiếp theo là anh em lên cái đồ, hai cái đồ xuyên. Đấy, như mình ở dưới kia kìa. Rồi, xuyên càng nhiều hơn thì đánh càng đau. Mỗi tội là chúc sẽ một chút không có nhiều máu lắm anh em ạ. Sau anh em có thể bán giày đi lên giáp cũng được. Đấy, vậy là cứ làm ổn định cái top đã. Đấy, đẩy đường cao lên, sau đó đi đường giữa ganh hay là làm gì thì làm. Ok, tranh thủ farm rừng cái nào. Rồi, farm rừng bây giờ cũng rất là nhanh với cái khả năng là hồi máu anh em ạ. Rồi, chứ mình thấy cân bằng thôi. Chứ thực ra thì mình thấy các chiêu thức thì cũng có giảm một chút sát thương. Đấy, theo mình đọc thấy là mình nó có giảm. Nói chung là hồi phục thì nó tốt hơn. Rồi, mình cũng thử lên tank ở đường top rồi, nhưng thật sự chúc mà lên tank thì rất là phí. Rồi, thì các bạn nên là, nếu mà các bạn đi top các bạn có thể lên là hai món sát thương. Đấy, sau đó thì anh em có thể lên món khác nữa. Rồi, choáng. Rồi, choáng rất là nhanh luôn. Rồi, chạy thôi. Đấy, lên cái giày như kiểu của mình thì các bạn đi bộ rất là nhanh anh em ạ. Đi bộ rất là nhanh luôn. Đào và Ichigo đánh mình nhưng mà không đánh được. Rồi, biến về thôi. Ok, có lợi thế ngay rồi. Đấy, ganh không ganh được chết là ok ngay. Rồi, thanh niên áo xanh, tóc trắng. Ok, nhìn lãng tử đẹp thật. Các bạn thật sự chúc rất là mạnh nha. Các bạn chơi chúc thì không vấn đề gì đâu, không hối hận đâu. Ok, nhảy lên tường đi ganh nào. Đi top được cái là nó sẽ có hồi máu rất là nhiều anh em ạ. Nhảy, ôi rồi hay thế. Ô, ai à. Ghê. Được, thanh niên Trung Quốc này chơi hay đấy. Chơi hay thì vẫn phải chết với Trúc thôi. Ok, ăn trụ đi anh em ơi. Ăn trụ đi. Chơi Trúc rất là sướng đấy. Thật sự không thua đường đâu. Thật sự anh em farm thì anh em dùng chiêu 2 cũng không vấn đề gì anh em ạ. Và đi ganh thì rất là tốt với cái thiêu đốt. Đấy, chơi bên server chung này thì mình thấy họ chơi rất là hay. Họ đi đường kiểu như là chúng Việt Nam mình nên học tập, đó là chúng ta thua hay gì chúng ta không nên bỏ đường anh em ạ. Đấy, những cái bạn đấy không, mình cũng thế. Mình chơi bên này thì mình đi top là mình sẽ đẩy đường top cao lên, sau đó đi đâu thì đi. Đấy, các bạn thấy đường giữa đẩy lính rất là cao này. Đấy, đấy là cái hay của bên server này mà mình thấy là chúng ta cũng nên là học tập. Ôi giời, chết rồi. Ôi, tốc biến nhanh thế. Chạy hộ cái này. Ok, đấy là lợi ích của cái giày anh em ạ. Cộng với cái chiếu vân kiếm nữa thì di chuyển nó đuổi rất là nhanh. Thế là thanh niên nào mà lên kiểu như giày chạy chậm thì sẽ không thể chạy thoát được đâu. Ok, biến về đã. 3-0-1 anh em ạ. Ok, rất là khỏe khi mà bắt được đối phương nhá. Đấy, đẩy đường nhanh như thế này thì mình sẽ có lợi thế. Rồi, ok. Thì chơi chút này thì anh em sẽ cộng mắc vào chiêu 2, sau đó thì nội tại và cuối cùng là chiêu lướt anh em nhé. Thì đây là cách cộng của chút. Thì combo của chút thế nào, khi mà solo ở đường thì anh em cứ chọc thôi. Đấy, nếu mà tự tin với chiêu lướt thì anh em lướt và chọc đánh thường. Đấy, còn với khi mà có
tiêu cuối ấy. Ui ơi, đau thế. Vãi cả cư bì, vụ đau thật. Ok, này thì vụ đau này. Sẽ có thanh niên phải chết. Ồ, ăn thiếu đốt này. À, tốc biến được, mới ghê chứ này. Ghê phết này. Ghê thì cũng phải chết thôi. Đường tốt lên rồi. Ôi, bé bé kia chết rồi. Ôi, hay thế. Ai chơi? Từ từ, nó tới đấy, nào. Mày ra đây, hiến mạng này. Tưởng ăn được à? Chết rồi. Mẹ thanh niên kia nó đẩy top rồi. Biến về ngay, các bạn đi top cũng chú ý nhá. Rồi với combo của lúc khi mà các bạn có ulti thì các bạn nhớ là chọn đúng vị trí các bạn nhảy xuống, sau đó thì các bạn đánh thường, chọc, lướt. Đấy, dùng đủ các kiểu combo. Các bạn cứ luyện đi, chúc không khó lắm đâu. Ok, rồi. Bây giờ đối phương Ichigo thì đã khỏe quá rồi. Ok, lùi, không được rồi. Đối phương có chuyên giáp, biết ngay mà. Mình chưa có chuyên giáp. Đấy, nên là cái đồ chuyên giáp rất là quan trọng anh em nha. Chuyên giáp rất là quan trọng. Không có chuyên giáp đánh cảm giác yếu ngay. Rồi, phải lên được cái đồ chuyên giáp đã. Chưa có đồ chuyên giáp. Rồi, team mình cũng chơi rất là hay. Giờ bây giờ mình, khi mà mình bây giờ hồi lên, mình sẽ đẩy đường dưới anh em ạ. Đẩy đường dưới thật cao lên. Rồi, trúc này rất là đẹp trai, nhìn lãng tử nhá. Trúc này thì hồi xưa anh em kiểu như là phong cho nó là Yasuo ấy. Đấy, trúc này rất là đẹp. Cầm cây sáo trúc đấy. Nghe nói là Kaguya thì thích trúc lắm, nhưng mà trúc này hình như là không thích. Trúc thì theo truyền thuyết là một cái yêu quái từ cây trúc anh em nhá. Đấy, kiểu cây trúc lâu năm ấy thì biến thành thanh niên này. Ok, thật sự hồi xưa trúc mạnh lắm, sau bị giảm sức mạnh. Thật sự bây giờ vẫn mạnh, thì tùy vào tay người chơi thôi. Thật sự chả ai chơi giỏi hết tất cả các con được, thì cũng có người này người nọ anh em ạ. Thì ở đường kia thì đang giao tranh thì mình cũng đẩy đường này thôi, mình cũng trả xuống giao tranh. Bây giờ mình sẽ trả thù Ichigo anh em ạ. Đây rồi, nhảy chiêu cuối lên nhá. Sau đó thì chiêu cuối này, xuống này, chọc chiêu 1 này, nhảy này, combo các kiểu, thiêu đốt này. Ok, không có thời gian để bật chiêu cuối luôn. Đấy, khi mà có chuyên giáp nó khác biệt ngay anh em ạ. Lên một cái đồ nhỏ chuyên giáp ngay. Đấy, ok. Trời. Đấy, bây giờ tầm này thì úi trời ơi, chọc AD đau lắm. Ok, team mình đánh quá hay, quét sạch cho anh em ạ. Ok, 5-1-3 rồi. Đấy, đi top thì đối phương thì chơi top thì mình cầm trúc ok hết nhá, không vấn đề gì nhá. Rồi lên một cái chuyên giáp nữa cho nó đau anh em ạ. Rồi, nhảy lên đây xem mà có ai để thịt không. Rồi, rất là mạnh anh em nhá. Anh em có thể tham khảo cách chơi của mình. Đấy, nên là lên sát thương nhá. Anh em đừng có lên tanh thì phí lắm, đi chốt cũng không làm ăn được gì anh em ạ. Đây rồi, Ichigo đây rồi. Sốc đam quá kinh luôn với cái hai đồ sát thủ anh em ạ. Rồi, win chặt rồi. Ôi trời, chọc một phát choáng. Quá cơ động luôn. Ôi, quét sạch một phát nữa rồi. Ok, video gì chơi chúc đi top của mình đến đây là kết thúc. Chào anh em, bye bye. Cảm ơn các bạn đã xem video này. Đừng quên ấn like và đăng ký ủng hộ kênh ra nhiều video hay hơn nhé.